nào muốn mà mặc áo dài giống như em thì chốt liền tay nha. Mặc áo dài giống như em thì mình chốt liền tay nha mấy chị. Bộ áo dây này nó có tông đơ, có tông đơ nha các chị nha, rất là đẹp. Mình muốn lên xuống gì vẫn được nha các chị, đẹp bao xinh bao xịn luôn. Yêu chi để cười để buồn tôi, rất là dễ thương. Chị đẹp nào mà có sở thích giống như em thì chốt hàng, chốt hàng, chốt hàng. Quá trời xinh, quá trời xịn luôn mọi người ơi. Quá xinh, quá xịn luôn. Rồi đầu la em xả giá cực kỳ dễ thương nha các chị nha. Đẹp quá trời mấy chị. Size này là 65kg màu vàng nha. Đầu la em xả cho mấy chị 100.000 nè. Cái bộ này là hàng em 200 nha. Hàng sale thì giá rẻ hơn. Em bán cho mấy chị giá 100 lấy tương tác nè. 100.000 màu vàng 65kg nha các chị đẹp của em ha. 65kg mặt vừa. Bán 100.000 giá tương tác nha. Màu vàng dùm cho em, đơn là 150 cho lên em sẽ chốt hàng. Chị gái nào chốt cái này thì mình chia sẻ dùm cho em một lần với chị gái ha. Bán giá chi âm 100.000 thôi. Có thấy được em cho em xin cái bình luận đi chị em ơi. Có thấy được em cho em xin cái bình luận nha. Em không thấy mấy chị. Có thấy được cho em xin cái bình luận nha. Chưa thấy ai. Em chưa thấy ai luôn. 100.000, 100.000 bộ đồ nha. Màu vàng nha mấy chị. Rất là xịn, rất là đẹp. Gần nữa quá là gần 65kg màu vàng nha. 65kg màu vàng chốt bình luận dùm cho em nha. Chứ đẹp ha. Em bán giá rẻ quá trời, giá chia sẻ nha. 200.000 em bán giá chia sẻ cho mấy chị có 100.000 thôi đó. Cái tương tác đó các chị. Dạ em chào chị Lê Hương nha. Mới thấy một chị à. Chứ đẹp nào thấy được bình luận dùm cho em ha. Màu vàng 100.000 dùm em luôn. Bao giá cho mấy chị luôn nha. Ủa sao em không thấy tình bình luận ta. Dạ 80kg em chốt có mỗi một mẫu thôi. Còn hàng ế lại 80kg thôi. Dạ 80kg là 220 một bộ. Em đang bán giá 130. Chị nào mình đang thấy cho em xin cái bình luận nha. Cái bộ màu vàng em lên á là em bán đầu like cho mấy chị giá rẻ luôn. Nha, 80kg em có hàng. Có thấy được em cho em xin cái bình luận đi mấy chị, năn nỉ luôn nha, năn nỉ mấy chị luôn. Chứ em không thấy bình luận mấy chị khó like lắm nha. Thấy được em cho em xin cái bình luận chứ. Dạ em chào chị Chi Võ. Có thấy được em thì cho em cái bình luận nha. Màu vàng này size 65kg nè. Dạ 48kg em chưa có chị. Lát nữa có em lấy nha. 65kg mặt vừa, cái này là hàng nghiêm nó tới 200 nhưng hàng sale thì nó rẻ hơn chút. Đầu la em bán giá 100.000 cho giá cho chứ đẹp nào chia sẻ nha. 65kg mặt vừa, 65kg 100.000 hàng số lên dùm em nha các chị nha. Chia sẻ và tương tác dùm cho em để em thấy mấy chị ha. 100.000 vàng 150 chưa lên làm đi đơn nha các chị nha. Trăm ngàn tím dùm cho em nha. Trăm ngàn tím, trăm ngàn vàng. Đó, giá chi âm với chị gái nha. 150 cho lên là em chốt hàng. 65kg dùm cho em nha. Màu da 65kg luôn. Dạ, em chào chị Bích nha. Bán giá chi
ăn chứ mấy chị, giá dễ thương quá trời luôn á. Rồi chế đẹp nào, chốt bình luận dùm cho em nha. Màu da 65kg mặt vừa màu da nè, 65kg màu da dùm cho em. 200 em bán giá tương tác có 100.000 thôi. Mấy chị không thấy được em buồn lắm luôn nha. Không thấy được em buồn lắm. Chị đẹp nào thấy được em bình luận dùm cho em nha. Bình luận dùm cho em. Cái mẫu em này là em mua 10 bộ mặt luôn. Nhưng mà giống nhau rồi. Nó giống nhau rồi các chị ơi. Đây, các chị nào chốt thì bình luận nha. Đây nè, giống nhau rồi. Mấy bộ giống nhau luôn rồi mấy chị. Đó. Em mặc cái này em thích quá à. Em thích quá luôn. Mấy chị gái ơi, em mua về em mặc mấy bộ xong em chốt thêm 10 bộ nữa mà sao nó lại giống nè. Cái đẹp nào. Nó giống nhau rồi. Trời ơi, nó giống nhau mấy bộ rồi mấy chị gái ơi, làm sao mặc hết cho mấy chị gái. Một mình mà em mua 10 bộ mặc luôn. Mấy chị mua hàng mà em sale rồi là mấy chị đừng có kêu là em tặng hay em bớt hay em giảm em gì nữa nha mấy chị. Em thông cảm, mấy chị thông cảm dùm cho em. Em bán đã lỗ rồi mấy chị gái thôi. Rồi màu hồng dùm cho em nha, rất là đẹp. 3 bộ giống nhau luôn. Mấy chị em bán lỗ nhiều lắm rồi nên là chị nào chốt thì mình chốt nha. Rồi em ok chị Thu Lê màu vàng nè. Giá là 200 mà em đang bán giá xả có 100.000 giá tương tác mỗi chị một bộ ha. Mỗi chị mua được một bộ. Em bán mỗi chị một bộ nha. Rồi ok chị Quỳnh Thủy nè. Mỗi chị được một bộ thôi nha chứ em không bán nhiều nha. Chị nào mua thêm thì giá khác nha các chị nha. Giá khác giùm cho em. Bộ em mặc lại mua mà bộ giống nhau, nó giống nhau màu rồi. Trời ơi. Nó đẹp dữ lắm. Em mặc rồi nó mát dữ lắm. Dạ chị Quỳnh thấy em đang lên 65kg đó chị nha. Rồi chế đẹp nào mua thêm thì giá em sale 140 nha. Đây 200.000 mà em bán giá sale có 140 thôi đó. Chốt bình luận giùm cho em 65kg nha. Chốt bình luận giùm em 65kg 140 giùm cho em. Đó chị nào mua rồi thì mình mua được bộ nữa là mình đi đơn nè ha. Quá trời đẹp luôn, màu đen giùm cho em. Màu đen màu xanh coban luôn. Màu da giùm cho em nha. Màu da giùm cho em mấy chị ơi. Tương tác giùm em đi. Thiệt tình là em năn nỉ mấy chị luôn á. Em bán cho mấy chị là giá là em đang xả hàng là cực kỳ rẻ lắm luôn mấy chị. Rẻ hơn giá em nhập luôn á. Nha. Mà mấy chị không bình luận giùm cho em buồn lắm. Đây em có màu da với màu đen nha. Màu da với màu đen. Màu da màu đen nha. Có chị nào có thấy được em không? Bình luận giùm cho em một cái nha. Rồi ok chị Hu Lê đem 140 rồi, đúng rồi, chốt như vậy làm đi đơn. Màu da là cũng quá đỉnh luôn nha. Màu da với màu coban giùm cho em. Dạ đúng rồi, bữa trước 200 đúng rồi chị gái đẹp của em đang xả mà chị Bách Tên. Cái này 200 là chắc chắn rồi. Chị Thu Hu Lê ok nha. Xem xác luôn. Rồi em có màu xanh coban nha các chị nha. Màu xanh coban giùm cho em. Bộ em mặc 140. Em mua 10 bộ á mà nó giống nhau, có mấy bộ giống nhau, chị nào chốt thì bình luận ha, còn không chốt để em mặc hết luôn. Rồi, tại vì em mặc nó sướng lắm. Vải măng quá mấy chị, nó đẹp, vải nó đẹp dữ lắm nha, cái vải ok lắm. Em mua lần 10 bộ em mặc á. Rồi, chế đẹp nào chốt bình luận giùm cho em, xanh nè, 65kg nha. Chế đẹp nào mua được một bộ 100 thì kèm đơn giùm cho em nha, 140 xanh. Cái mẫu này là 200 nha các chị, 65kg nè. 65kg màu xanh giùm cho em nha, 200 mà em bán bộ đầu like cho 100 rồi. Đẹp dữ lắm mấy chị gái ơi. Màu xanh dùm cho em nha. Màu xanh dùm cho em. Bình luận dùm cho em nha. Bình luận dùm cho em để em biết em lên. Chứ đẹp nào mua rồi thì bình luận dùm cho em nha. Để em thấy mấy chị nha. Đẹp quá. Đẹp quá trời mấy chị ơi. Màu da dùm cho em nha. Màu da. Màu da màu xanh màu vàng. Da xanh vàng dùm cho em nha. Màu da màu xanh màu vàng. Có thấy được em là bơm cho em xin cái bình luận để em khỏi mất công nói nhiều đó mấy chị gái ơi. Em nói nhiều em ngắt cổ họng quá trời luôn à. Cho hai bộ màu khác nhau. Chị Linh Lê ơi, chị chốt thì bình luận giá dùm cho em đi chị. 140 một bộ, tiền ship là 30.000. Chị chốt một bộ giống như em nha. Rồi chọn một bộ khác nữa được thì ok nè. Em mua 10 bộ nhưng mà nó giống nhau hết 3 bộ rồi. 50, 60, hơn 60kg mặc được đó chị.
Là chị có ok thì ok em nè, 140 một bộ, hai bộ là 280 thì tiếp 30, chị lên lên có chốt thì ok ngay và luôn giùm cho em. Cái mẫu em đang mặc nó có dây tender nha. Có kéo lên kéo xuống luôn. Rồi em ok chị nha, một bộ em mặc với bộ này nha chị gái nha. Đây. Em mua 10 bộ em mặc đó. Chị có ok chưa? Ok thì ok lại giùm em để em ném xuống nha. Hello Trang nha. Rồi chị lên lên em ok mặc dễ thương lắm. Lên lên em ok nha. Mặc sướng đời lắm. Vải măng gô đó mấy chị nha. Mặc nó sướng gì đâu luôn á. Vải măng gô nha. À, ok không lấy màu đen thì lấy màu khác nha. Lấy sọc thì được không? Sọc thì ok nha. Sọc thì ok nè. Sọc hoặc hồng nè. Chốt cái nào bình luận liền nha. Sọc hoặc hồng nè chốt liền nha. Hồng với sọc chốt bình luận liền. À, cái này mặc nó sướng đời lắm đó chị ơi, nó mát cực luôn. Sọc hoặc hồng nè chốt bình luận nha. Đây tím tím hồng hồng nè. Lên lên chốt bình luận liền giùm em. Mặc nó đã dữ lắm. Đây nè, màu này em đang xả cho mấy chị giá tương tác 100 nè. 200 mà em đang bán giá đầu like có 100 nè. Chứ đẹp đầu chốt bình luận nha. Mỗi chị mua được có bộ thôi chứ không bán hai bộ. Không bán hai bộ nha. Rồi ok chị Linh Lê nè. Một bộ em mặc nha, một bộ em mặc với bộ này, hai bộ nha chị. 140 một bộ quá đỉnh luôn. Giấy măng rô nha. Mặc nó sướng đời lắm. Rồi các chị nào thích bộ này nữa thì nói giùm cho em nha. Em mua 10 bộ mà nó có mấy bộ giống nhau á, em chốt bớt, chị gái nào chốt được nhiêu chốt, còn nhiêu em mặc nha. Chứ em đâu có bán đồ này đâu các chị. Đồ này mấy chị mặc là nó sướng vô cùng sướng luôn á. Nó mát cực kỳ mát luôn á. Sướng lắm. Em có bán loại lửng này nữa nè. Em có bán quần ố nữa nha. Quần ố này em cũng để mấy bộ mặc rồi nè. 50-60kg mặc vừa nha. Cái foam này là foam rộng đó các chị. Foam rộng giùm cho em nha. Nên là mình mặc thoải mái nó mới đẹp. 50-60kg màu bò nha. Chứ đẹp nào chốt cái này á là 130.000 một bộ. Mà chốt hai bộ liên tục á. Hai bộ hai màu là em chốt cho mấy chị 220 em xả hàng luôn. Đây em còn trăm mấy 200 bộ nè. Chứ đẹp nào chốt màu bò hay màu rêu thì bình luận giùm cho em nha. Rất là dễ thương. Quần ố giùm cho em. Quần ngố nha các chị nha, 130 một bộ, không đẹp là không lấy tiền. 50-60kg em đang 51kg nè. Em đang 51kg nha. Mặc vô cưng xỉu luôn các chị. Em năn nỉ mấy chị luôn á. Em thấy xấu mấy chị cho em xin cái bình luận đi mấy chị. Đừng tiếc một bình luận mấy chị. Nó mất tương tác em mới xin mấy chị hoài vậy luôn á. Nha, xin hoài luôn mấy chị. Nó mất tương tác mới xin hoài luôn. Chị gái nào thấy được cho em xin bình luận nha. Đây màu da là 200 mà em đang bán giá đầu like có 100.000 nè, 65kg nha. 65kg màu da màu vàng. Màu da màu vàng màu xanh coban luôn. Đó chứ đẹp rồi chốt bình luận giùm cho em, quá đỉnh quá đẹp luôn. Áo bà ba em chuẩn bị về nhiều lắm mấy chị nha. Bà ba chuẩn bị về nhiều lắm. Rồi đây nha, chốt bình luận giùm cho em. Chỉ cần mấy chị thấy được em cho em xin một cái bình luận thôi em năn nỉ mấy chị thật là nhiều luôn á. Năn nỉ mấy chị nhiều lắm luôn. Rồi 65kg giùm cho em nha. Chứ đẹp nào chốt xanh cho các bạn 65kg bình luận giùm cho em nha. Giá 100 kèm đơn là em chốt. Có kèm đơn em mới chốt nha. Chị đẹp nào chốt bình luận giùm cho em 100.000 là kèm đơn giùm em ha. Chốt bình luận có chia sẻ em chốt ha. Rồi thông qua mẫu nha các chị. Chút xíu em bán là giá khác nha các chị nha. Mấy chị thông cảm giùm cho em, tại vì cái giá đầu like tương tác là cái giá nó khác nha. Chút xíu em bán rồi là lên là giá khác nha các chị nha. Dạ chị Thúy 52kg chị mua mẫu khác giùm cho em. Mẫu này em nói nó 65kg là nó 65kg thôi chị. Rồi chị đẹp rồi chốt mẫu này xinh vô cùng luôn. Màu tím giùm cho em nha. 65kg màu tím nè, tím đậm nè, không biết chị Hu Lê có đoạn đó ha. Em thấy chị Hu Lê mua mấy cái hàng này cho nhiều lắm nè.
65kg mặc vừa 250, xả 180 nè. Xả 180 nè nha, chốt bình luận dùm cho em. Không đẹp là không lấy tiền mấy chị. 250 mấy chị gái nha, xả 180 màu tím. 65kg mặc vừa ha. Trời ơi, nó bao xinh bao xịn luôn các chị ơi, màu tím quá trời đẹp luôn. Chị ơi, em xin mấy chị một cái bình luận thôi mấy chị nha, thấy được em cho em xin một bình luận đi mấy chị. Mấy chị lên đây chơi nó không có mất cái gì hết trơn mấy chị. Bình luận lên để cho em thấy mấy chị thôi ha. Em thấy mấy chị để em biết em lên cho mấy chị coi nhiều mẫu. Đây, mẫu này không đẹp là không lấy tiền. Đây nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Dạ chị Thúy ơi, chị mua cái gì cũng được, bình luận ký và giá tiền giùm cho em ha. Mua cái gì cũng được. Em đang mặc 65kg, ví dụ mấy chị chốt 65kg ok giùm cho em ha. 65kg và giá giùm cho em làm chốt hàng. Còn không có giá, không có ký em không có chốt nha chị. Tại em lên một lần nó nhiều mẫu lắm. Rồi màu cà phê giùm cho em nè các chị, 70kg nha. Trời ơi, nó đẹp ở sau nó thêu nè. Nó đẹp dữ lắm mấy chị ơi, ở sau trước thêu nè. 250 em đang xả có 180.000 thôi. Mẫu này là không đẹp, không lấy tiền nha. Mấy chị chốt hàng là phải có giá tiền và màu ký giùm cho em. Em có đọc ký lên rõ ràng lắm nha. Cái mẫu này là nó đẹp, nó đẹp hết sảy luôn. Đây 250 nha mấy chị, màu cà phê giùm cho em. Màu cà phê giùm cho em. Hôm nay mà đụng mà mấy khách mà thích mấy cái mẫu là chốt liền, kịch kịch liền mấy chị. Mà tại chưa đụng khách á, chưa đụng khách nên là chưa chốt được mấy mẫu này. Chứ mấy mẫu này là sang trọng lắm. Có thấy được em không mấy chị ơi, sao em năn nỉ mấy chị quá trời luôn á mấy chị. Mà có mấy khách bình luận thôi. Em năn nỉ mấy chị quá trời luôn á, có thấy cho em xin một cái bình luận thôi mấy chị. Rồi 50-55 sao, cái này 55-60kg đổ lại mặt vừa nè. Ví dụ chị nào 52kg mặt vừa luôn ha. Chị đặt hàng hoài mà không ai chốt. Dạ chị nhà mai mua thôi, lúc nào mà không chốt, nếu mà chị mua trực tiếp như này nè em mừng lắm. Em còn nói thật sự mấy chị là em còn phải chờ mấy chị mua ủng hộ em kìa, chứ đừng nói không đặt không chốt nha. Không bao giờ có chuyện không chốt, trừ khi quá ít không chốt nha. Chị Hương ơi, 70kg nha, trừ khi là quá ít bên em không chốt thôi. Ok chị Hương nha. Rồi 55-60kg màu xanh em xả 160. Dạ quần ôm nha, chừng nào rộng em sẽ báo rộng. Chị nào bóng rộng là em sẽ vô lên và em la lên ha. Rồi màu xanh 55-60kg em xả 160 nè. Mấy chị mua hàng á, kèm ký giùm cho em nha, để em chốt. Bên em bán hàng á, ai mua á, hả? Em cầu xin dữ lắm mấy chị. Bán được bộ đồ khó khăn lắm. Nên là bán là chốt chứ đâu có phải bán không chốt đâu. Dạ được nha chị Hương ơi, số 4 á chị. Số 4 là vô tư nha. Số 4 bên em thường là số 4 là mấy chị mặc thoải mái á. Rồi em đang mặc màu xanh nha, 160. Màu đen nè, màu đen là cái mẫu nãy nữa nha. Cái này là mấy chị biết không, giá sỉ của em là 220 lận. Mà em đang xả cho mấy chị có 180.000 thôi. Dạ chị Tuyết Nguyệt ơi, em chỉ bán một bộ tương tác thôi. Chị có mua một nữa là 140 chị mới chốt được nha. Với màu xanh 140, màu xanh 100, rồi màu vàng 140 em mới chốt, chứ em không bán 100 một bộ ha. Tại 200.000 một bộ lận. Rồi cái này em xả cho mấy chị 180 nè. 200.000 một bộ em bán giá tương tác đầu lai 100.000 kèm đơn, chứ không phải bán 2 bộ 100.000 vậy ha. Rồi số 4 dùm cho em là 70, hơn 70kg nha. Đẹp lắm, màu đen. Một bộ đó là 200.000 chứ không phải 100 nha chị Tiết ơi. Em chỉ bán tương tác một bộ 100. Như chị Hu Lê mua một bộ 100 rồi mua bộ 140 nè em mới chốt ha. Đẹp quá trời luôn, màu đen. Mấy cái mẫu này làm bao cho mấy chị luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Bán tương tác là có bán một món chứ không có bán hai món nha. Mấy cái mẫu này nó dễ thương lắm. Size 4 dùm cho em nha, đẹp quá trời luôn. Rồi, vậy chị Nhàn ơi, bên em có chốt gì chưa? Nếu chốt rồi thì đợi nhận dùm cho em nha. Còn nếu mà chưa chốt thì chị mua lại dùm cho em ha.
có nhiều khi là gọi không được hoặc là liên lạc không được mới không chốt thôi chị. Rồi màu tím giùm cho em. Màu tím 60 kg đổ lại nha, 55-60 kg mặc vừa. 250 em xả 190 nha, màu tím. Em mừng lắm, mấy chị mua một cái hay mấy chị coi em thôi em cũng mừng nữa, đừng nói là mua hàng nha. Còn mua hàng là chốt hàng liền. Dạ chị Thúy ơi, em nói chị không có để ý nghe tiếng nói của em khó bán cho chị ghê. Em nói màu da là em bán 65 kg mặt vừa, giá 200.000. Em đang bán giá tương tác là 100.000. Mà chị cứ bình luận là 52 kg hoài luôn. Em nói là 65 kg. Có nghe được tiếng em nói không các chị? Em rát cổ họng lắm luôn mấy chị. Mà biết mấy chị có nghe được tiếng em không ha? Đẹp chưa các chị? Màu tím nha, xả 190 nè. 250 xả 190. Chị Nhàn Mai có chốt lại cho em số điện thoại lại nha, để em biết em lên cho. Hai bộ màu đen và hai bộ màu đen, màu xanh. Ok chị Mỹ Hạnh nè. Dạ chị Bùi Hy ơi, chị chốt phải có giá đàng hoàng em mới chốt nha chị. Chứ còn chốt không như vậy là em không có chốt được. Em không có chốt được cho mấy chị khách mà chốt không như vậy đâu ha. Em ok chị Mỹ Hạnh 190. Mấy chị mua không không vậy á là em không hiểu cái gì để chốt. Rồi màu lá dùm cho em nha. 55-60 kg mặt vừa màu lá, 250 xả 180. Em rất là muốn bán luôn á mấy chị, nhưng mà phải bình luận cho nó rõ ràng ha. Số ký, giá tiền, màu cho em mới chốt được. Chứ chị Bùi Thi chốt vậy em đâu hiểu chị mua gì đâu. Rồi đẹp quá trời nha, 55-60 kg em xả 180 thôi. Đây là mấy chị mua mặt chứ em không mặc, nên là có số ký mấy chị em mới chốt được hàng. Còn chốt mà không vừa em không chốt được hàng. Ok chị Nguyễn Hạnh nè, em đang bán giá chia sẻ và giá sale luôn á. Dạ chị Nhàn Mai ơi, nếu mà chị bây giờ chị muốn mua là mua cái mẫu thực tế em đang bán nè. Còn chị mua mẫu qua rồi á là em không có hàng nha chị. Chị mua cái mẫu thực tế nè, mẫu thực tế em đang lên á là có hàng nha. Rồi màu lá dùm cho em 55-60 kg mặt vừa em. Những cái mẫu này là 250 nha các chị. Đây màu tím dùm cho em nha, 55-60 kg màu tím. Chế đẹp nào chốt 55-60 kg để tím 2. Chế đẹp nào chốt cái này để tím 2 dùm cho em, xả 190 nha. Tím 2 dùm cho em. Còn chị Nhàn Mai có muốn chốt thì chốt lại cái mẫu mà em đang lên thực tế nè. Còn mua cái mẫu mà ví dụ tháng trước tháng kia là em không có hàng. Rồi chốt một lần dùm cho em, 55-60 kg tím 2 dùm cho em. Lá 2 tím 2 nè. Mấy cái mẫu này là em đang xả cái giá là nói chung là nó dễ thương dữ lắm. Toàn bộ là 250 ha. Xả cho mấy chị, giá đẹp luôn. Chị Phương Lê em có màu đen số 4 nè chị, màu đen số 4 nha. 250 em xả 180 đen 4 nè. Chị Phương Lê có chốt mẫu này là bao xịn nè. Đen 4 nha. Em đang xả nè. Tím 2 dùm cho em ở sau nè, không đẹp là khỏi lấy tiền nha các chị. Em đang xả nha, chị gái nào chốt được bình luận dùm cho em. Màu đen nha, chốt bình luận màu đen dùm cho em số 4 á. Em đang mặc là tím 2 với lá 2 nha các chị nha. Size 60 kg đổ lại, xả 190 với 180 giùm em. Rồi cái này xả 160 đỏ nha, 65 kg đỏ giùm em, xả 160.000 đỏ. Đỏ em xả 160 nè, đỏ nha. Đỏ 65 kg giùm cho em. Đỏ 65 kg nha, đang xả 160 nè. Size là em có size 70-75 kg nha các chị nha. Nhưng mà mua hàng thực tế em có thì em sẽ chốt hàng. Còn mấy chị chốt mà ví dụ như mua cái hàng mà hồi tháng trước tháng kia là em không có hàng nha. Em like bây giờ thôi chứ không có like bữa trước. Dạ đỏ này là 65 kg nha. Bình luận đúng em mới chốt được nha chị Trần Toản nha. Đỏ 65 kg giùm cho em. Rồi tím nha, 65 kg tím. Tím 3 giùm em, xả 180 tím 3.
Tím 2 là 190 nha. Mấy chị em không hiểu là mấy chị có nghe được cái tiếng của em nói hay không nha. Em nói rất là đau họng luôn, cực lắm mấy chị. Hàng xả này em nói rất là mệt luôn á. Ví dụ số ký em lên cho mấy chị rõ lắm luôn. 65kg tím em xả 180 nè. Chị Toán ơi không chốt được hàng nha, vì là không có số điện thoại với là không có số ký của chị. Tím 65kg tím nè, em xả 180, 180 dùm cho em. Áo em mặc 50kg mấy trăm ngàn em quên mất tiêu rồi, chị Toàn ha. Rồi chị đẹp nào mua bộ tím này bình luận 180 dùm cho em. 180 nha, tím, rồi tím này là 190. Mua hàng không có số điện thoại không rõ ràng là không chốt được nha chị Trần Toản nha. Rồi cái này là 250 em xả 190 nè. 250 em xả 190 nha, chốt về bình luận dùm cho em, rất là đẹp. Tím này là tím 2 nè. Em không biết sao mà mấy chị không có bình luận dùm cho em ha. Em cũng nói chung là em cũng xin mấy chị rõ ghê luôn á. Em năn nỉ mấy chị cho em cái bình luận thôi mấy chị, mà mấy chị không cho được em bình luận luôn. Thật sự em cũng không biết là em lý do gì mà mấy chị không bình luận dùm cho em luôn, không biết. Dạ, cảm ơn chị Sương. 65kg mặt vừa xả 160 nè. Tại vì mình lên đây mình coi á mấy chị. Mấy chị không thích thì mấy chị bình luận lên rồi để em thấy mấy chị, để bà like cho mấy chị nó dễ thôi. Số 1 dùm cho em nha, cái này số 1 50kg mặt vừa. 50kg số 1 nha. Ok chị Mai. Số 1, cái này số 1 dùm cho em nè. 220 nha, em xả 160.000, số 1 50kg giùm em. Ok chị Mai nè. Em đang mặc là số 1 nha các chị nha, rất là đẹp luôn. Số 1 giùm em xả 160.000 mấy chị. Đẹp lắm, nói thiệt. 50 52kg mặc vừa đẹp nha mấy chị, số 1 giùm cho em, cổ bao xinh luôn. Đẹp lắm luôn á. Cái mẫu này là bao sang bao xịn luôn á. Rồi màu hồng dùm cho em nha các chị nha, 65kg màu hồng nè. 240 em xả luôn, 170 luôn. 240 em xả luôn, 170 nha, màu hồng 65kg. Chị gái nào mà vừa size mấy chị chốt đẹp lắm. Mấy cái này sale giá rẻ lắm các chị ha. Đẹp, đẹp tuyệt vời luôn, màu hồng. Có thấy được em không các chị? Có thấy được em không? Em đang mặc là màu hồng nha. Em không hiểu Facebook em bị gì luôn các chị. Chị Nhàn Mai màu đen ha. Chờ chút mà chị có thì em like nha. Rồi chị đẹp rồi chốt bình luận. Dạ không chị Sương ơi, mấy cái em xả hàng là nó con được bộ bộ vậy đó ha. Em đang mặc màu hồng nè. Số 3. Em đang xả giá quá trời rẻ luôn, giá mềm lắm các chị. Màu hồng số 3 dùm cho em nha, đẹp tuyệt vời luôn nè. Rồi tím số 3 dùm cho em nha các chị nha, tím 3 dùm cho em nè. 65kg tím 3 nha. Tím 3 dùm cho em. Xả 160.000 tím 3 nha. Chị đẹp nào chốt thì bình luận em tím 3. Tím 3 nha, em xả 160.
Dạ không chị Hương ơi, cái nào em đọc số 1 là nó số 1. Rồi cái này 65 kg dùm cho em tím 3 nha các chị nha, đẹp quá trời luôn. 65 kg tím 3. Rồi cái này là số 4 dùm cho em nha, màu đen nè, 70 kg nha các chị. 70 kg dùm em, 250 em xả màu đen này có 180.000 thôi, 70 kg nè. Màu đen dùm cho em nha. Màu đen dùm cho em mấy chị, rất là đẹp, rất là xịn sò. 180 nha, màu đen dùm cho em. Số 4 70 kg nè. Giá đẹp rồi, chốt mẫu này bao xinh nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Màu đen số 4 70 kg dùm cho em. Em đang mặc màu tím số 3 nha, 160. Số 1 này em xả 160 nha, số 1 là 50 kg, 52 kg số 1 nè. Số 1 dùm cho em. Tím 3 nha, chốt tím 3 thì bình luận dùm cho em tím 3. Mấy chị chốt đen thì bình luận dùm cho em 70 kg đen. Đây nha, đen 70 kg dùm cho em, 70 kg nha các chị, xả có 180 à. Đây mấy chị, 70 kg mặc vừa đẹp nha, xả có 180 màu đen à. Màu đen nha, màu đen số 4 dùm cho em đó các chị. Màu đen số 4 nha. Ok Kim Phạm nha. Mấy cái này mặc nó đã dữ lắm. Ủa chị Trần Anh bên đây bỏ hay gì à? Cái đen tím nè, cái màu tím nè. Rồi tiếp lậm dùm cho em nha, 70 kg, 75 kg cũng được nữa. Số 4 dùm cho em, 250 xả 190 nha. Tím đậm dùm cho em, tím đậm dùm cho em nha. Quá trời đẹp luôn các chị, xả 190 tím đậm dùm cho em. Cái mẫu này là 250 xả có 190 nè. Ở sau nó có thêu, nó đẹp dữ lắm các chị nha. Tím đậm dùm cho em, xả có 190. Dùm cho em nha, đang xả 190. Số 4 dùm cho em. Số 4 dùm cho em nha, tím đậm mẫu này là bao sang. Hàng em 250 á mấy chị nha, đang xả 190. Rồi đen là số 2 dùm cho em nha, số 2 là 55-60 kg thôi các chị. 55-60 kg màu đen số 2 nha, sale 140. Đen số 2, chứ thì đẹp vào chốt và lượng số 2 dùm cho em nha, đen 2. Đen 2 nha. Đen 2 em đang xả nè. 55-60 kg đem có đen 2, quá trời đẹp luôn. Mẫu này đang xả nha. Đen 2 nha, chị gái nào chốt bình luận. Chị Dương Hoàng ơi, em chốt hàng là có số điện thoại em mới chốt được chị gái nha. Chị Dung Hoàng có mua để tím 2 dùm cho em, đang xả 190 mà có số điện thoại em mới chốt được ha. Còn không có số điện thoại bên em không có chốt. 55-60 kg mặc vừa, 250 em xả 190 nha. Tím 2 chứ đẹp rồi, chốt có số điện thoại dùm cho em ha. Tím 2. Ở sau có thêu, ở trước có thêu nè. 190 dùm cho em, tím 2. Ok chị Phụng Ngọc màu đen nè. Chị nào chốt tím 2 và lần tím 2 nha.
Alo. Tiếp 2 Quỳnh Mai, ok. Dạ. Rồi tím 3 giùm cho em nha. Tím số 3 đẹp lắm. Tím số 3 giùm cho em nha. Tím số 3 em xả 180. À quên, 170. 170 nha. Tím 3 65 kg giùm cho em. Tím 3. Tím 3 65 kg nha. Xả 170. Tím 3 nha mấy chị nha. Tím 3 giùm cho em. 170 giùm cho em. Tím 3 65 kg, cổ đẹp lắm. Quỳnh Mai mười mấy 20 bộ rồi đó, ngày mai giao chốt luôn đi. Dạ, tím 2 em hết rồi chị Dung nha, hết rồi chị. Rồi chị đẹp rồi, chốt tím 3 bình luận giùm em tím 3 nha các chị nha. Đã lắm, đẹp lắm. Xả 170 ngàn thôi. 65 kg mặt vừa giùm cho em nha, tím 3. Tím 3 nha, chốt bình luận giùm cho em tím 3. Xả 170 tím 3. Rồi màu lá giùm cho em nha. 55-60 kg mặt vừa màu lá giùm em. 250 em xả 180 màu lá nè. 250 em xả 180 lá nha. 55-60 kg ở sau thiêu, trước thiêu luôn. Sau thiêu, trước thiêu giùm cho em luôn. Xả 180 màu lá giùm cho em. 55-60 kg số 2 giùm cho em. Chứ đẹp là chốt tím 4 này, bình luận em tím 4 nha. Tím 4 70-75 kg giùm em. 250 xả 190 nè. Tím 4 nha em, xả 190. Xả 190 tím 4. Chứ đẹp là chốt bình luận giùm cho em nha, tím 4. Em đang mặc là màu lá nha. Rồi tiếp 2 mấy chị bình luận giùm cho em tiếp 2 mà có giá tiền giùm em nha, 170 ngàn. Cái này là 240 em xả 170 nha. 55-60 kg mặc vừa tiếp 2 170. Chốt cái bình luận giá và màu giùm cho em nha. 55-60 kg mặc vừa tiếp 2 170 ngàn. Mấy chị chốt bình luận giá giùm cho em để em biết em chốt nha. 170 ngàn màu tiếp 2. Cái này là bao xinh luôn. Màu lá nha chị ơi. Chị đẹp là chốt màu lá bình luận cho em. 55-60 kg mặc vừa màu tím nè. 55-60 kg màu tím nha. Xả 170. Màu tím này đẹp dữ lắm các chị. Tím giùm em. Quá trời đẹp luôn. Tím 2 nha. 55-60 kg mặc tím 2. Giá em xả rẻ phèo. 170 ngàn nha, tím 2 giùm em. Tím 3 nha, tím 3 giùm cho em. 170 tím 3, 65 kg mặc vừa tím 3 nha. Tím 3 giùm cho em. Tím 3 cái cổ khai em đẹp lắm các chị. Tím 3 nha. Tím 2 và tím 3. Rồi áo này đẹp quá trời luôn nha. Áo này 65-75 kg giùm cho em nè. Áo này là hàng sale 170 nha. Em đang xả 120. Màu đen. Chị Dung ơi, chị chốt tím 2. Chị để giùm em tím 270 giùm cho em nha. Để em đúng hàng cho chị. Chị Dung Hoàng chốt và lượn giùm em 170 ha. Để cho nó đúng mẫu. Chị chốt đúng mẫu giùm cho em nha, bình luận giá tiền cho em chứ. Màu xanh nha, cái này
này màu xanh dùm cho em 55-60kg mặt vừa, em xả 160 màu xanh. Chị Dung ơi, chị chốt bình luận giá mà em nghe. Màu xanh dùm cho em 55-60kg màu xanh, xả 160, xả 160 nha. Chị Dung, chị có chốt bình luận giá dùm cho em để đúng mẫu em chốt nha chị. Chị Dung có chốt bình luận giá mà em. Màu xanh em đang xả 160 ha, màu xanh. Màu xanh 160. Rồi màu nâu đất nha, 70 hơn 70kg vẫn mặc được đó các chị. Xả 180 nha, nâu đất dùm cho em. Màu nâu đất nha các chị nha, theo trước theo sau nè. Xả 180 nâu đất nha. Số 4 dùm cho em, 70 hơn 70kg mặc vừa. Chị Dung ơi, chị không có ok, không có nói gì á, nên em chưa chốt nha chị. Màu hồng này 65kg mặc vừa nha, 65kg dùm cho em nè. Dạ, em hỏi chị có đúng cái này, chị bình luận giùm em 170 em mới chốt nha, còn em rê, em không có chốt được. Chốt phải bình luận giá đúng hàng em mới chốt chị nha. Rồi 65kg mặt vừa màu hồng dùm cho em. 65kg ha, em xả 170. Chị chốt chị phải có giá tiền em mới biết chị đúng mẫu nào. Em đang mặc ở sau có thêu nè. Đẹp lắm. Xả 180. Nâu đất nha. Còn cái này số 1 dùm cho em 50-52kg nha. Số 1 dùm cho em 50-52kg em đang xả 160 nè. Mạng nó đứng hoài không có bình luận được luôn mấy chị. Nó đứng im luôn rồi. 50-52kg tím dùm cho em nha. Tím 1 xả 160. Cái điện thoại coi. Cái này đỏ số 3 nha mấy chị, đỏ số 3 xả 160 65kg nè. Tôi cái điện thoại đó có ai gọi. Dạ alo. Alo. Chị đâu bộ màu nâu đất nãy 70kg hả? Dạ. Dạ. Sale 180 á chị. Dạ chị nghe 160, chị chờ qua mẫu khác rồi chị chọn em nha. Em có nhiều mẫu lắm. Chị còn hồi nãy 180 hả? Dạ đúng rồi chị, nó nhiều mẫu lắm, mẫu 250 cũng có. Dạ. Chị tính tiền xếp không? Dạ tính chứ chị. Lại gãy qua xuống Bạc Liêu được không vậy? Dạ, nói chung là chị mua rồi chị cho đi, ngày mai bên em gọi chốt cái chỗ nào đi được là em sẽ gửi ha. Rồi. Chị tin gì, chị có chốt thì đọc tên em. Tên gì chị? Diêm Sơn. Cái gì Sơn? Diêm Sơn. Em không? Diêm Sơn. Thôi. Diêm Sơn. Rồi ok chị, em ghi chị Sơn thôi, ngày mai bên em gọi chốt rồi chị đọc nha. À, tiền xếp 30 nha chị ơi. Rồi. Chị nhiêu ký em quên rồi. Rồi em đang mặc số 1 nha, đang mặc số 1 giùm cho em. Đang xả nha, số 1 là em xả 160 nè. Xả 160 nha, số 1. Áo này màu tím nha.
tím giùm cho em 75 kg, mặc vừa áo lẻ nha các chị, 65-75 kg nha. Áo lẻ 65-75 kg em đang xả 120.000. 170 xả 120 nè, màu tím nha. 65-75 kg giùm cho em luôn. Áo tím với áo đen. Tím với đen giùm cho em nha. Đen này size 60 kg nha, đen 60-62 kg mặc vừa giùm cho em. Đen xả 120. Áo tím 75 kg nha. Áo tím 70-75 kg giùm cho em. Màu đen em xả 120, size 60-62 kg mặc vừa. Em chào chị Hâm nha. Xả 120 áo lẻ. Áo này 170 xả 120 nè. Em ok chị Liên Hương nè. Chị Liên Hương ok nha chị. Ok chị. Dạ em ở Thủ Đức chị. Áo em mặc là 170 nha. Em bán xả 120 60 kg. Cho anh tiếp hay bình luận ký em mới chốt nha chị. Có ký vừa em mới chốt. Em chốt đơn từ 150 cho lên em mới đi đơn ha. Rồi cái này là size. Cái này là size 65-70 kg nha các chị. 170 em xả 100. 150 cho lên em mới đi đơn nha. Em có đen xanh. Áo đen vàng em mặc là 60 kg mặc vừa. Có ký em mới chốt nha. Còn chốt không vừa em không có chốt. Chốt không có đi đơn được, mất công. Rồi áo này là 170 em đang xả 100 nha. 65-70 kg nè. Xả 100 nha. Chốt từ hai cái là em chốt hàng. 150 chưa lên em chốt. Chị Dung Hoàng nãy em kêu có chốt cho giá tiền không chốt, bẻ mỏ ra rồi nha chị. Không có ok nên em không chốt nha. Rồi ok chị Tuyết nè. Chị Tuyết ơi, chị có mua gì thêm thì ok giùm em nha, chốt thêm nha. Tại 150 bên em mới chốt, chứ còn 120 bên em không có chốt nha. Cái này 170 em đang xả 120 á. Có chốt nữa thì bình luận giùm cho em ha. Chứ còn một cái là 100 với 120 rồi em không có đi đơn. Rồi em đang mặc đen nha, đen xanh. 65-70 kg giùm cho em nha. Đen xả 100.000. 65-70 kg. Rồi áo này 140 nha, 60 hơn 60 kg mặc được. Em bán xả 70 màu tím. Xả 70 màu tím nha. Dạ em ok chị Tiết nha. Áo này 60 hơn 60 kg mặc đẹp luôn. 140 em xả 70. Màu tím nha chị em. Rồi áo đỏ này 140 luôn ha, đang xả 70. Cái này là hàng Quảng Châu nha, cái áo màu đỏ em đang cầm. 60 hơn 60 kg mặc được, 70.000 luôn. 70 nha, chốt một lần nhiều cho em, màu đỏ. Áo em mặc là màu tím nha. Xả 70 luôn. Màu đỏ em xả 70 luôn, áo Quảng Châu nha chị. Áo Quảng Châu dùm cho em xả 70.000, 60 hơn 60 kg mặc đẹp luôn. Áo màu tím là size 70-75 kg mặc vừa ha. 170 em đang xả 120. 170 em xả 120 áo tím nha. Màu đỏ bộ này 70 kg giùm cho em. 70 kg nha, 220 em đang xả 140. Màu đỏ 70 kg màu đỏ giùm cho em. Quần ống rộng nha, cái bộ này là quần ống rộng. Bộ này là quần ống rộng nha chị nha, rất là đẹp luôn. 220 em đang xả 140, 70 kg. Màu đỏ giùm cho em nha.
màu đỏ dùm cho em, xả 184. Áo màu tím màu đỏ nha, xả 70. Bộ này là quần ống rộng nha các chị nha, quần ống rộng dùm cho em. Ống rộng nha, màu đỏ với màu tím, 220 em, xả 140. Đỏ với tím nha, ống rộng nha các chị nha. Dạ chị Thu Nguyệt ơi, chị có chốt gì thêm không? Tại mấy chị mua có 70 ngàn em không có đi đơn được. Chị Thu Nguyệt có chốt gì nữa không? Mỗi lần chốt đơn nó khó mà mấy chị mua hàng xong xả ra mất công quá trời luôn á. Chị Sương em ok nha, mua đủ đơn thì chốt cùng cho em, còn không đủ đơn mà đừng lấy nha. Chốt có mấy chục ngàn em không có đi đơn được. 100, 101, 102 bên em cũng không có đi đơn. Chị Sương em ok nè. Rồi 70 kg, cái này là quần ống rộng nha, màu đỏ với màu tím. Em xả là đủ đơn em mới chốt mấy chị. Rồi màu tím dùm cho em 70 kg nha, quần ống rộng dùm cho em đẹp lắm. 220 em bán giá có 140 rồi. Quần ống rộng dùm cho em nha, xả 140. Có mà phiếu đâu rồi trời. Chị Bảo Châu ơi, chị không bình luận giá, cũng không bình luận số điện thoại cái gì, em cũng không biết chốt cái gì luôn chị. Mấy chị chốt hàng mà mấy chị không có số điện thoại cũng không có gì, em không biết chốt gì luôn á. Rồi cái này màu đỏ dùm cho em 70 kg nha, quần ống rộng á. Em đang mặc màu đỏ với màu tím nè. Dạ chị Bảo Châu, không có số điện thoại, không có giá tiền, không có ký, em không thể nào chốt được hàng cho chị nha. Rồi 70 kg đỏ với tím dùm cho em, 220 em xả 140 một bộ. Chốt hàng mà không có để lại số điện thoại là bên em không biết chừng, không biết đường nào đi luôn. Rồi tím số 3 dùm cho em nha, 65 kg mặc vừa, em xả 160. Em xả 160 nha, tím số 3 65 kg nè. Đẹp quá trời luôn. 65 kg dùm cho em nha. Mấy chị mà nhiệt tình mua hàng, mấy chị có số ký mình mặc vừa mới cho em được, em mới chốt được. Có số điện thoại bên em mới lên đơn được. Chứ còn chốt hàng mà không có số điện thoại cũng không có một cái gì luôn, sao em chốt được. Rồi màu đỏ với màu tím nha mấy chị, 220 em xả có 140, Solen cao cấp nha. Solen cao cấp dùm cho em. Chị Diễm Trang ơi, chị có áo, có cái gì nữa không? Tại vì một cái áo đỏ 70 ngàn không thể đi đơn được luôn. Em rất là muốn bán mấy chị nhưng mà mấy chị mua có 70 ngàn em không có đi đơn được. Chốt rồi lát xả ra mất công lắm luôn. Rồi cái này 140 em đang xả 60 nè. Chị gái nào mình mua liền được 150 á, chốt ủng hộ em ha. 150 chưa lên em đi đơn. Rồi size 60 kg mặc vừa em đang xả 60 nè. Vì ít quá không thể nào em đi đơn được nên mấy chị đừng có chốt, không có đi đơn được. Ok chị Bảo Châu, đây một cái áo 140 nè, mà em bán có 70 ngàn à. Áo này 70 kg màu đỏ nha, 70 kg màu đỏ giùm cho em, xả 70 ngàn luôn, 70 kg. Chị Bảo Châu ok nha. Chị Bảo Châu ok nè, bỏ với tím nè. Hai trên hai em đang xả có 104 nha. Áo này 70 kg luôn nha chị Bảo Châu nha. Áo đỏ 70 kg, 70 ngàn nha chị. Cái này 104 ha. Giá sỉ 101 đó, em đang xả có 70 rồi. Ok chị Bảo Châu nha. Rồi áo đỏ em mặc có 60 ngàn, 60 kg nha, 50-60 kg mặc vừa. Ok
cái bộ này là 200 mấy mà sao nằm ở đây ta? Cái hôm qua bên đó nó bán 200 mấy. Rồi 70 kg nha, 70 hơn 70 kg mặc vẫn được, màu hồng. Em xả 160 một bộ hồng nha. Bộ hồng em xả luôn 160 nha. Áo đỏ em mặc 60 ngàn. Bộ màu hồng này 70-75 kg mặc vừa ha. Đang xả 160 ngàn màu hồng. Chị Diễm Trang không có bộ 140 nha chị, không có bộ đỏ nha. Rồi chị đẹp là chút màu hồng bình luận gì cho em. Em ok chị. Em ok chị Phụng Ngọc nè. Chị Bảo Châu cho em hỏi chị có mua bên em lần nào chưa chị ơi? Có mua bên em lần nào chưa chị Bảo Châu ơi? Chị Phụng Ngọc em ok rồi ha. Chị Bảo Châu có mua bên em lần nào chưa? Rồi em có màu nâu đất nha, 70 trên 70 kg mặt vừa, 230 xả 160 nè. Chưa hả? Màu hồng. Dạ chị ạ. Chị Bảo Châu ơi. À, chị Hương ơi, cái này chị Bảo Châu chốt trước rồi. Ngày mai chị Bảo Châu nếu mà không chốt thì em mới để cho chị được nha chị Hương không? Có ok thì em để cho nha. Tại vì Bảo Châu ra trước. Chị Hương có ok không chị? Mai em gọi đợi em chút đơn á, ví dụ như khách mà không nghe máy thì mới để được cho chị Hương, có ok không? Có ok thì nói dùm cho em ha. Chị có ok thì nói em chốt nha. Màu nâu này em đang xả luôn nè, 160 luôn. Màu nâu rất là đẹp luôn nha. Rồi em ok chị Hương. Rồi cái này 65 kg màu hồng 170 nha. Em xả 100. 170 em xả 100 nha. Dạ chị Bảo Châu em biết rồi. Em chốt cho chị rồi đó ha. Ngày mai bên em gọi chốt. Rồi 65 kg mặt vừa dùm cho em. Xả 100 nha. 170 em xả 100. Màu hồng nha. Chị Ánh ơi, chị bình luận cho em 70 kg nâu. Bình luận 70 kg nha. Rồi chị đẹp nào chốt 65 kg bình luận cho em. Xả 100. 170 em xả 100. Chốt phải có ký em mới chốt nha mấy chị. Rồi 65 kg màu đen. 65 kg màu đen nha. Xả 109. Chị đẹp nào chốt đen xả 109. Mấy chị mà chốt đại á, rồi em sơ ý em bán đại không vừa, mấy chị lại nói bán hàng này nọ ha, nên em không có chốt. Rồi chị gái nào chốt đen xả 190 nha, 65 kg. Dạ em ok chị Ánh. Mấy chị biết không, chốt là tầm bậy mà không được, mất công tốn tiền. Ok chị Ánh nha. Rồi em đang mặc màu đen chốt xả 190, 65 kg. 190 màu đen nha. 190 màu đen đẹp quá trời luôn. Màu tím là 65 kg nha, em xả 160 màu tím nè. 65 kg tím nha, em xả 160 nè. Chị nào mà có cần size 70 hơn 70 kg em vẫn có nha các chị. Đây màu tím dùm cho em 65 kg ha. Xả 160 tím. Màu đen này đẹp lắm, chị gái nào chốt bình luận dùm cho em. Màu đen. Đen xả 190 nha, chốt bình luận dùm cho em. Dạ chị Mỹ Hạnh ơi, em còn số 3 nha chị. 240 em xả 190. Rồi chứ
chốt bình luận dùm cho em nha. Màu tím 65kg mặt vừa, 65kg tím em xả 160. Chị mấy Hạnh ơi, chốt màu khác đi, mẫu khác đi, đẹp lắm chị. Màu đen 60kg rồi chị mấy Hạnh nè. Dạ, chờ em tí nha chị Hương. Màu đen này 60kg đủ loại nè, em đang xả 220. Chị Hương ơi, chị có chốt mẫu 240 không? Nó có hai ba neo này nè, có theo quá chị có chốt thì em lấy cho 240. Cái này 55-60kg là chị Mỹ Hạnh có chốt bình luận nha, đang xả 220 nè. Màu đen nha, màu đen 220. Chị Mỹ Hạnh ơi, chị chốt 220 á, chị bình luận cho em đen 220. Bình luận giùm cho em giá nha. Chị bình luận giá 220 giùm cho em. Rồi. Cái này 70kg màu ngọc nha mấy chị. Màu ngọc giùm cho em 70kg nha. Màu ngọc giùm cho em 70kg nè. Em xả 200, chốt bình luận cho em. Dạ chị Duy Tường ơi, nhỏ là bao nhiêu chị? Nhỏ là bao nhiêu ký? Rồi màu ngọc giùm cho em 70kg nha. Em đang xả 200, 70kg mặt vừa. Chị Mỹ Hạnh ơi, chốt bình luận giùm cho em 220. Rồi em ok chị gái nha. Em đang mặc màu ngọc 70kg nha. 37kg bên em không có hàng rồi. 37kg không có rồi, gái đẹp ơi. Rồi chốt bình luận cho em màu ngọc xả 200 nha. Màu vàng, màu vàng dùm cho em 70kg nè, xả 200 vàng. Màu vàng với màu ngọc nha mấy chị nha. Màu da với màu tím đậm, da với tím đậm nha. Màu nâu đi mấy chị, nâu nha, nâu với tím đậm dùm cho em với ngọc. Nâu tím đậm ngọc nha. Màu vàng 200 một bộ giá xả nha các chị. Chị Duy Tường ơi, xây 1 thì có sót lại thôi ha, chứ còn hiện tại thì chưa có. Để mai em like coi có thì chốt nha chị. Rồi, màu vàng với màu ngọc nha, 70kg mặt vừa đó. Em xả 200 nha. Dạ, chị Tuyết em hết rồi. Em hết màu đen rồi. Rồi, chị đẹp nào chốt cái này em đang xả 200 nha. Dạ chị Bảo Châu ơi, mẫu 70kg em đang cầm đây chị. Em đang cầm trên tay nè ha. Màu vàng với màu ngọc, màu tím, màu nâu, 70kg xả 200. Em đang cầm trên tay nha, chốt thì bình luận giá tiền. Dạ chị Nguyệt, em đang cầm là size 70kg. Em đang lên cái này đang xả 70kg nha, chốt cho bình luận cho em 70kg. Rồi cái này 65kg màu hồng nha, 65kg màu hồng em đang xả 170 nè. Dạ màu nâu là tối rồi đó chị Bảo Châu ha, màu nâu là màu tối rồi đó. Chị Thu Nguyệt, chị chốt bao nhiêu ký? 65kg màu ngọc hả? Có chốt thì bình luận em kiếm cho. 65kg màu hồng xả 170. Chị Thu Nguyệt có chốt thì bình luận cho em nha, màu ngọc 65kg nè, có chốt thì bình luận. Em đang mặc màu hồng 65kg luôn nha, xả 170. Rồi số 4 70kg nha,
Chị đẹp nào chốt số 4 70 kg, xả 130. Xả 130 nha, số 4 dùm cho em. Mấy màu này là tối lắm rồi. Rồi, chị nào chốt bình luận nha, số 4. Chị Thu Huyền có chốt thì bình luận nha, chị nào chốt thì bình luận để lấy. Rồi ok chị, em ok chị Phượng nè. Cái này 240 lần đó, em đang xả nè. Chị Phượng nào coi số 4 là 70 kg nha. Số 4 là 70 kg, em ok chị Phượng Ngọc nha. Rồi tím thì em nha, 70 kg mặt vừa tím. Em xả 130 tím. Chị Thu Huyền ơi, chị hỏi màu à. Chị hỏi màu ngọc, em đi lấy màu ngọc, chị lấy màu hồng, em không có màu hồng. Hỏi màu nào lấy màu đó thì có nha, còn hỏi màu này lấy màu kia không có. Chị Phụng Ngọc em ok, chị Bảo Châu ok. Em đang mặc màu tím nha, 70 kg mặc vừa, 130 giá xả, màu tím dùm cho em. Chị Thanh Kiều 70 kg em ok nha. Chị Thanh Kiều ok màu tím. Rồi cái này màu đỏ nha, 70 kg màu đỏ dùm cho em, xả 130 đỏ. Cái mẫu này đẹp lắm, cái vải này đẹp lắm. 160 nha, đang xả 130. Màu tím ok chị Thanh Kiều. Rồi cái này màu đỏ dùm cho em, em có màu cam nữa, 70 kg nha. Đang xả 130. Phụng Ngọc màu đỏ. Ok, Phụng Ngọc màu đỏ nha. Rồi màu cam giùm cho em nha, 55-60 kg mặt vừa. 55-60 kg nha. Xả 130. Xả 130 nha, 55-60 kg một cam. Phụng Ngọc ok màu đỏ nè. Ok chị Bảo Châu màu đỏ nha. Bảo Châu màu đỏ em ok. Màu cam 55-60 kg nha, xả 130. Tím 70 kg nha, em đang xả 160 tím. Màu tím nha, 160 dùm cho em. 60-70 kg nha, chị Nhung đợi em xíu. Rồi em ok chị Nhung đỏ nha. Em đang mặc tím 70 kg nha.
chỉa hay màu tím thì tại em hết. Xấu một tí mà. Chờ em xíu nha chị Yến ơi. Chị thùng mặt số 2 hay số mấy? Số 2 tím đậm nè, chị có chốt bình luận cho em. Tím đậm nè, chị Yến có chốt bình luận nha. Số 2 tím đậm chị gái nè. Alo. 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 Cô hồi nãy nha, tôi đặt đồ, tôi đang đặt đồ cái máy nó nhảy cái nó mất cái chỗ mà đồ đang like đó. Dạ. Có thấy số điện thoại tôi để đó không? Dạ chị tên gì chị ơi? Tên Gia Trung Hoàng á. Dạ chị mua cái bộ tím 170 đúng không chị? Bộ tím quai chứ không, bộ hồng đào á. Rồi em không biết rồi. Em chỉ có một bộ tím của chị 170 thôi chứ còn cái khác em không biết. Tôi vừa đặt cái bộ hồng đào cái nó nhảy, tôi đụng cái nút nó nhảy mất đi, tôi chưa được kịp nói nó rồi nó nói là chị là hai đó, là hai bộ đó, bộ tím của ai với bộ hồng đào á. Dạ vậy em không biết rồi, em chỉ có bộ tím 170 thôi. Chị có chốt thì lấy. Chốt lấy thì không được phải không? Dạ tẩy hết cái mẫu đó rồi chị. Nãy lấy thấy đai lên đó. Dạ chị em like nhiều lắm, em like cái em hết mất tiêu rồi. Em ok chị. Dạ được chị, em gửi một bộ cho chị nha chị Dung. Dạ vậy chị vô lăng chị coi lại giùm cho em đi. Chị vô shop, chị vô shop quần áo đầu ngọc có chị xem lại giùm cho em ha. Shop quần áo ngọc ngọc hả? Đào ngọc có chị. Dạ dạ. Rồi tím 3 giùm cho em nha, 65kg tím 3. Em xả 180.000 tím 3 nha, 180. Bảo Châu xả màu tím 130. Xả đỏ nha, xả đỏ. Đỏ 130. Chị Bảo Châu xả đỏ 130 đúng không chị? Chị Bảo Châu có chốt cái này á thì để tím 4 giùm cho em. Em chào chị Hoa Lê. Chị Bảo Châu có chốt để tím 4 nha. 160.000 chốt bình luận giùm cho em, tím 4. Chị phải chốt để tím đô 4 giùm cho em chị ơi, tím 4 nha. Bình luận đúng giùm cho em, tím 4 160 em chốt nha. Để cho nó khỏi lộn mẫu nha. 160.000 giá xả nè. Chốt kỹ giùm cho em nha các chị nha. Đừng chốt rồi xả ra xả vô nha. Rồi tím 3 dùm cho em 65kg nha. Đầu dơ ơi, đầu dơ. Rồi màu cam số 2 dùm cho em nè. Dạ ok chị Bảo. Màu cam số 2 dùm cho em. 50-60kg, 70kg em có màu cam. 50-60, 70kg em có màu cam nha. Cam xả 160. Cam xả 160 chốt bình luận dùm cho em. Chị Hoa Lê chị có mua á thì chị mua. Xong mà nếu đi đơn được thì đi, còn chưa đi thì em nói chị là giữ đơn ha. Rồi chốt bình luận giùm em màu cam. Màu cam nha, em có size 60 70 kg giùm cho em. 55 70 kg nha, cam xả 160. Rồi áo màu nâu nha. 70 75 kg mặc vừa áo nâu. Áo màu nâu 170 nha, đang xả 130 áo nâu. Áo nâu dùm cho em nha, xả 130. Ok chị Bảo Châu. Chị Bảo Châu ok. Rồi màu xanh 70kg nha, màu xanh 70kg dùm cho em. Màu xanh 70kg nha, đang xả 160. Dạ chị Đặng Phương em hết cái áo đó rồi chị. Để coi ngày mai có ai xả thì có nha, chứ giờ em hết rồi. Rồi em ok chị Bảo Châu cam nha. Chị đẹp nào chốt màu xanh 70kg nè, 160.000 xanh.
xanh nha, chốt lại như kia. Dạ không chị Thanh Kiều ơi, 67-68kg á là mặc số 4 dùm em nha. Còn mặc số khác mà không vừa đâu ha, số 3 là nó chật. Chị nào chốt màu xanh em xả 160 nè. Chị Bảo Châu em nói nghe nè, chị có ok cọc không? Chị ok cọc thì em chốt tiếp cho chị. Cọc là sáng ra là chị mua cạc cọc trước cho em, rồi em chốt đơn. Chị có ok thì em chốt. Chị Bảo Châu có ok cọc không? Nói giùm em ha, ok thì em mới chốt nha. Chị có ok không? Để em biết em chốt. Thôi đừng có xả xuống nữa. Rồi chị gái nào chốt cam mình lần nha. 55-70kg mà có cam. Rồi áo này em sale 150 nha. 65-70kg đỏ 150 giá xả. Chị Bảo Châu chị có ok cọc không? Để em biết không lấy cho chị. 65-70kg nha. Đang sale 150 một áo lẻ nè. Áo lẻ em đang xả 150 nha, áo đỏ. Áo màu đỏ xả 150. Trăm rưỡi áo đỏ nha. Ok chị Kiều. À chị Đặng Phượng, Phượng nha. Đặng Phương nè. Bảo Châu như cọc đi, chừng nào cọc thì chốt, cũng cọc thì tả. Màu da dùm cho em 65kg nha. Màu da 65kg dùm cho em xả 140. Này cái bộ này chị Hương Nguyên nè. Nếu Bảo Châu cọc thì để Bảo Châu, còn không cọc thì để cho Hương Nguyên. Em đang mặc là màu da nha, 65kg mặc vừa. Màu da với màu xanh 65kg em xả nha, 140 một bộ. 65kg dùm cho em. Này chắc không trả lời lời hỏi đâu, cái này cái mai bỏ. Rồi chị gái nào chốt bình luận nha. Cạc ví dụ chị biết xài điện thoại là chị không xài, chị đưa cho em để em xài là chị cạc đó chị Bảo Châu nha. Rồi cái này là màu màu da dùm cho em nha, 65kg. Màu xanh nha. Tại vì biết sao mấy chị mà xài cạc á, mấy chị không xài mấy chị đưa em xài đó cọc á nha. Có xài điện thoại mới biết được mua cái này mấy chị. Màu xanh 65kg đang xả nè. Màu vàng 70kg nha, mẫu em đang mặc. Mẫu màu vàng em đang mặc 70kg nha, màu vàng xả 140. Màu da 65kg nha, chị nào chốt màu da hay màu xanh hay màu vàng thì chốt một lần cho em. Đang xả 140. Màu đen dùm cho em nha. Màu đen là 65-70kg mặc vừa, 65-70kg nha. Màu đen cam 65-70kg dùm cho em. Xả 150 đen cam nha. Chốt bình luận dùm cho em. Đen cam em xả 150. 65-70kg nha. Số 70 kg đen kem em xả 150.
đen cam tả 150 nha. Chị Đặng Phương có chốt con đẹp lắm nè. Đen cam áo lẻ nha, xe 150. 65-70kg mà chị mặc vừa. Chào chị Ngọc Hà nha. Màu đỏ 65-70kg áo lẻ nha. Em tả 70. Rồi chị gái nào chốt bình luận cho em nha. 65-70kg mặc vừa. Em xả 70. Xả 70 nha. Màu vàng dùm cho em nha. 60-70kg dùm cho em. 180 xả 130 màu vàng. Áo lẻ nha. Xả 130. Áo đỏ em xả 70 nha. Màu vàng 60. Chị Lệ Hoa, áo này là 60, 65, 70kg mặc vừa nè chị. Xả 130. 60, 65, 70kg nha. Xả 130. Áo này 65, 70kg mặc vừa luôn nè. Áo đen em đang xả nè. Chị Lệ Hoa có chốt bình luận nha. Áo này em xả 130 nè. Lễ Hoa có chốt áo này không? Áo màu vàng em xả 130 nha. Màu đỏ em xả 230. 60, 65, 70kg màu đỏ nha. 280 xả 230. Áo màu đỏ em, áo màu đỏ tay đẹp. Chị Lệ Hoa có chốt áo nào bình luận nha. Áo lẻ màu vàng này là chị mặc vừa nè, với áo màu đỏ nè. Chị Ngọc Phương ơi, chị bình luận giùm cho em là 230. Bình luận giùm cho em 230 nha. Bình luận giùm cho em 230. Em mới chốt được. Bảy mươi ngàn. Chị có chốt cái gì nữa không chị Ngọc Hương ơi? Có chốt gì nữa thì nói với em lấy nha. Rồi áo sơ mi nha. 70kg mặc vừa sơ mi. Chị Ngọc Phương có chốt gì nữa không? Áo 70 có chốt nữa thì nói em lấy nha. Áo sơ mi là 70kg nha các chị nha. Áo này em đang xả 200 sơ mi vàng. 60-70kg mặc vừa. Áo sơ mi màu vàng nha. Chốt thì bình luận dùm cho em. 200 giá xả. Chị Ngọc Hương có lấy thêm áo nâu không? 70 ngàn luôn. Nâu này 65kg, 70kg nè. Nâu tay ngắn nha, 70 ngàn. Nâu và đỏ dùm cho em 70. Có chốt thì nói với em nha. 150 cho lên em đi đơn. Rồi áo sơ mi màu đen. Đen cam nha các chị, 60kg nha. Đen cam giùm em 60kg, 270. 60kg nha. Và chào Mỹ Linh nha. Áo đen cam giùm em 270, áo sơ mi 60kg mặc vừa. Chị Ngọc Hương ơi, áo 70 ngàn em không đi đơn nên là không chốt nha chị.
Em hỏi có lấy gì thêm không, em chốt rồi chị không có trả lời nên không có chốt nha. Rồi màu cam giùm em 270 nha. 60 kg mặt người đẹp. Màu cam. Màu ngọc 70 kg em đang xả 200 nha. Màu ngọc. Một bộ 70 kg nha, 200 giùm chị. Ok chị Ngọc Hương nè. Đâu rồi trời. Từ mới xả cái 232 áo bỏ đâu rồi. Ok chị Ngọc Hương nha, đỏ phía đâu nè. Mặt là 270 nha các chị. 60 kg mặt vừa sami. Rồi lấy cái áo này mặc luôn. Lấy áo này mặc luôn mấy chị ơi. Áo này mặc luôn. Rồi màu ngọc em xả 200 nha. Màu ngọc 70 kg xả 200. Bảy chục ký nha em, xả 200 màu ngọc. Màu ngọc xả 200. Các chị không bình luận không chốt nữa em tắt máy nha. Chúc mấy chị ngủ ngon. Yeah.